Chỗ ăn tà hủ đông nhất ở Cần Thơ nha. Đâu rồi, cái điện thoại đâu rồi? Giờ này là 12 giờ nha anh em ơi. Đó, thì tôi cho anh em coi là cái quán đó nó đông cỡ nào nha. Thì bây giờ tụi tôi sẽ đi đây, đi Hồ Phú Lê ơi. Thì anh em nhìn khúc này nè, đó thì tôi thấy mấy thanh niên đứng đợi tôi cái gì rồi nè anh em à. Đó, thì có mấy chú công an đứng bắt mấy xe luôn anh em à. Thì giờ này đi mà anh em, đó nên hành xử công an đồ nhiều lắm anh em à. Đó, thì anh em vừa nói thôi, ở bên đây có một cái chốt đùa ngựa đẳng cấp quả chướng anh em à, anh em biết sao không? Té xe anh em à, đó mấy bạn nhỏ nhỏ bên đây nè, nó chạy xe ban đêm nè anh em biết không, đi chơi rồi nè ha, phải không? Đó, đụng xe té xe. Hôm giờ tôi sẽ đi qua cầu này rồi tới tiệm ăn tà hủ nha anh em ơi. Đó, thì cái chỗ này thì anh em cũng biết rồi, nó đông quả chứ chưởng luôn anh em à. Đó, giờ này là nãy tôi cho anh em coi đúng không, 12 giờ đêm tôi chạy ra tới đây cũng khoảng là nửa tiếng mà giờ anh em nhìn kìa, mùi ôi đông quả chứ chưởng luôn. Đó thì một hồi thì tôi ăn xong thì tôi sẽ đi về nha anh em ơi. Đó, tôi bây giờ tôi sẽ review món tà hủ đêm cho anh em coi nha. Đó, anh em nhìn chỗ này nè, ở đông gọi hơn là quân nguyên luôn anh em ơi. Đó, bây giờ tôi sẽ review tà hủ cho anh em ăn nha, ok luôn. Rồi bây giờ ăn cái cây, ăn cái cây ngon không? Ngon. Rồi Phú Lê test cái cây. Phú Lê test nha. Rồi, rồi. À, được. Giờ tôi sẽ ngồi ăn nha anh em. Đi về đi, để ta tâm sự nhiều ơi. Gì vậy? Gì vậy mấy anh? Cái gì vậy? Ủa anh là gì vậy? Anh là ai vậy? Làm gì anh? Có còn lái không? Nè, đi với mình rồi. Mày chưa đứa tuổi rồi, cho mày đi xe này. Nhưng mà anh là ai? Chưa đứa tuổi rồi, ai đưa cho xe để cho mày chạy? Ủa, xe của mẹ em, về em lấy... Xe của mẹ gì nhưng mà mày chưa đứa tuổi. Về em lấy giấy tờ xe cho. Chứ làm sao giờ? Đưa cái bóp mày đâu rồi, đưa bóp mày coi có giấy tờ xe, bóp mày phải không? Từ từ anh. Anh muốn lấy, muốn coi gì tụi em đưa, nhưng mà anh là hình sự, anh có thể ngành không? Dạ. Ê, ê, ê. Ê, ê. Dạ? Đi đâu vậy? Từ từ, từ từ. Sao anh đưa cho nó chi vậy? Ai mà biết? Trời ơi. Để từ từ thôi, anh có thể ngành hết mà. Ê! Cấp! 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 Chết mẹ rồi sao vợ? Rồi từ xe không à, xe rất khó không à. Ê! Dừng lại mày! Nhân gần!
cho nó chạy đi. Từ tối quá. Bắt lại. Ê, con đường rồi. Mày làm gì vậy? Bạn ai đâu nó cướp cái bóp. Nó ăn cướp cái vỏ của tao nè. Trời, vỏ không có tiền cũng gán. Rồi bây giờ mày làm gì mày đi ăn cướp vậy? Mày là thằng nào vậy? Có tụi em giỡn. Hả? Em giỡn. Khổ lắm hay gì vậy? Giỡn gì quá, mày giật tao giật tụi mày ấy mày nói vậy? Má, giật cái vỏ vậy? Mày giật ngu với vậy, cái vỏ có tiền mà mày giật đi ngồi kìa. Cái vỏ không có tiền mà đi giật. Nó giật không xíu. Ngu vậy. Giật cái vỏ của tao nè. Sao mày xe này chạy chậm chậm á, giật xe độ máy thì sao? Sao mày ngu vậy? Không có nè. Má, rồi bây giờ tao lên phường cho mày. Giỡn thôi anh. Em lên phường bỏ, bỏ tụi em đi. Tụi em giỡn mà. Mày. Thôi. Giỡn gì thôi, bắt lên phường đi. Giỡn đi. Cho nó lên phường đi. Này, chó ăn cơm chạy đi. Rồi mày chở nó đi nhăn gòm. Thằng heo nhăn gòm bên kia đi. Cho lên phường đi. Giờ này sao? Mày chở thằng heo chở đi heo. Heo. Ok anh em ơi, thì tôi bắt được nó rồi nha anh em ơi. Nó đây nè. Má, mấy cái hàng ăn cướp. Cho nó đi về đi, cho nó đi về đi. Má, xe của nó đẹp cũng chạy dữ á anh em à. Cho nó lên đồn luôn nha anh em ơi, tôi cho nó lên đồn luôn. Sao mà bự con mà đi ăn cướp túi vậy ba? Quái cái lệnh thì cho nó lên phường cho nó biết lần anh em à. Bây giờ tôi đi đây. Ok anh em ơi, thì tôi sẽ đi xuống phường nha anh em ơi. Đó, tôi sẽ đi xuống phường nha. Đó. Giờ này phe nó đi ăn cướp của tôi anh em à. Đây nè, anh em nhìn nè. Còn gì muốn nói nữa không? Ha hả, cho mình lên phường luôn chứ ha. Ha kìa, nó kêu ha kìa. Giờ cho xuống nhấc cầu đi. Rồi làm gì mày đi ăn cướp vậy ông nội? Bắt thằng kia lê. Phú Lê, mày hỏi tội nó coi. Phú Lê, sao mày đổi nói gì kỳ vậy bé Chanh? Sao mày đổi nói gì kỳ vậy? Mày thiếu không luôn hả? Bỏ mặt ra coi. Hả? Làm gì? Hai thằng bay cần gì? Cần gì? Cần kim cương đúng không? Cần kim cương vô shop Phú Lua quay nè, quay. Lộn. Hai thằng bay mẹ nó tối thì không gì lo. Mày giật điện thoại tao nè, mày giật cái bé không có tiền làm gì ba? Rồi giờ tụi mày muốn cái gì? Làm gì chích hả? Chích mày làm gì quýnh tao hoài ba? Sao mày cần tiền mà mày hút chết vậy? Không có được nha. Rồi sao thằng này làm gì mày nãy chạy dữ vậy? Má thằng này chạy dữ chết vậy. Nó chạy nó cán mèo bay mấy vòng luôn. Cán mèo như khỉ luôn. Rồi giờ sao? Bây giờ mày cần gì? Cần kim cương đúng không? Hả? Cần má thằng này nó giật cái bóp tao mà mày làm gì như quá, là chơi cái bóp không có tiền cho giật mẹ ngược chi không biết nữa. Nhưng mà cái bóp là hàng hiệu. Nó bán mấy triệu bạc nè. Cái bóp này mua 40 củ mà mày đi giật gì? Giờ bữa hay mất là hiểu nè. Rồi giờ tụi mày cần gì tụi mày nói luôn đi.
Cần tiền hả? Bây giờ cái bóp không có tiền. Ai hại bóp bóp cũng không có tiền. Nhưng mà đâu em mở vậy rồi. Bây giờ tao mày cần bao nhiêu? Em cần 10 triệu. Cho mỗi hàng này chết trời. Thôi vậy mày đi về mẹ. Nó chết cái gì? Nó chết cái gì mà 10 triệu vậy? Hai mày sinh 5 2 ngày. Chết cái đầu mày, người ta cần khó khăn ta chứ chết gì ba. Khó khăn gì để chết nhỏ. Thôi vậy thôi đi, giờ này thấy ghê quá mẹ, đi về đi ba. Rồi cho mấy ngày về mẹ để bắt nó tội nghiệp đó. Ừ. Bỏ nha. Cái gì ông nội, mày cảm ơn cái thằng kia nó quýnh mày kìa, mày không cảm ơn đó. Nhưng mà cái thằng này quen. Thằng này quen lắm nè. Mày thấy không mày nè. Mày sống đâu. Nhưng mà cái thằng này không biết quen không. Quen không. Ủa, không, thằng này không biết. Nhưng mà thằng này là ai? Thằng này ông bên chú nuôi hay gì nè. Không. Bữa hổm tao cho anh gắn. Bữa hổm tao cho anh gắn là có thằng này nè. Chắc mày phải không? Mày sao kỳ vậy? Mày phải không? Rồi phải mày đúng không? Không. Làm gì vậy không? Phải này không? Mày đúng không? Ủa sao nhìn quen vậy? Nó gì mày ơi? Nó gì vậy? Đây, phải này không? Thằng này quen nè, nó chạy đi kìa. Mày qua kiếm nó hỏi tiếp, mày qua kiếm nó hỏi. Hình như là bên chú Nuôn. Ừ, tao nói quen. Thôi vậy thôi đi về ngủ nè. Ở đây ở dưới giữa cầu ma nó ra hồi ông mấy thằng nghiện nó ra chết luôn à. Mày nháo hả ba? Không. Đi về thôi. Nè, giờ tôi đi về nha anh em.